Ngành y tế và các địa phương cần phải quyết liệt trong việc triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 để ứng phó với biến thể phụ BA.5 của Omicron. Đây là chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi trong cuộc họp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh và các sở ban ngành, các huyện, thị, thành phố vừa diễn ra sáng nay. Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bình Dương, việc triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm mũi 3-4 đối với người từ 18 tuổi trở lên vẫn chưa đạt như mong muốn. Cụ thể, tỷ lệ tiêm mũi 3 đạt 79,6%, tỷ lệ tiêm mũi 4 mới đạt 13,1%. Từ đầu năm 2022 đến nay, tỉnh ghi nhận trên 93.200 ca mắc COVID-19. Đáng lưu ý có 12 trường hợp nhiễm biến thể Omicron và 2 trường hợp nhiễm biến thể phụ BA.5. Các chuyên gia y tế dự báo trong thời gian tới, số ca mắc COVID-19 tiếp tục gia tăng do biến thể phụ BA.5 có tốc độ lây lan nhanh. Chính vì vậy, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Bình Dương chỉ đạo quyết liệt các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương vào cuộc huy động các đối tượng đi tiêm chủng. Đối với dịch sốt xuất huyết, đến nay tỉnh đã ghi nhận trên 9.400 ca mắc, tăng 58,3% so với năm 2021 và đã có 13 ca tử vong. Dịch bệnh đã lan rộng ra 9 trên 9 huyện, thị, thành phố. Với nhiều giải pháp triển khai quyết liệt, số ca mắc sốt xuất huyết trong 5 tuần gần đây đã có dấu hiệu giảm mạnh, tuy nhiên diễn biến dịch vẫn còn rất phức tạp. Phải tăng cường truyền thông trong tiêm chủng, rồi trong việc lăng quăng vệ sinh môi trường và các dịch bệnh khác, tổ chức cái tiêm chủng. Về quy động á, thì tôi đề nghị thế này, các khối một là nhân dân ở địa phương á, nhân dân ở các cái khu phố thì do chính quyền địa phương á, là quy động, công nhân thì giao cho ban quản lý và sở công thương khu cụm công nghiệp, các đồng chí chủ trì để phối hợp y tế, phối hợp với địa phương. Thứ ba là trường học thì giao ngành giáo dục. Thứ tư là lao động nước ngoài giao cho sở ngoại vụ. Thứ năm là khối lực lượng vũ trang, là quân sự, công an. Thứ sáu là khối công nhân viên chức thì giao công đoàn tỉnh. Tức là từng khối như thế chúng ta mở các cái điểm tiêm chủng để làm sao là các cái dịch bệnh, đặc biệt là COVID biến thể mới, chúng ta có thể ngăn ngừa được, để đảm bảo Bình Dương trước hết là sức khỏe của người dân, người lao động, và đảm bảo Bình Dương là phát triển. Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ đạo các địa phương cần tổ chức tháng tập trung cao điểm tiêm vaccine và vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Việc đồng loạt ra quân triển khai các hoạt động này sẽ tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân và nâng cao ý thức phòng dịch trong cộng đồng.